Sắp con muốn về nhà, nhím con bị ốm. Nhím con bị ốm đâu nhỉ? Nhân viên đưa thư trong rừng. Được rồi, sao ở đâu? Ai làm đúng? Chiếc mũi mắc trên cành cây. Cô bé người gỗ. Chiếc khăn tay bằng lá cây. Nhím con bị ốm. Chuông gió đáng yêu đâu? Đúng rồi. Sắp con muốn về nhà. Lũ sắp đến rồi. Mùa xuân xinh đẹp. Gấu Happy qua sông. Gấu Happy qua sông mà. Đúng rồi, nhân viên đưa thư trong rừng. Thế bây giờ bộ đố